Rồi chúng ta cùng nhau tìm hiểu cấu trúc ngữ pháp số 4 nhé. Rồi cấu trúc ngữ pháp số 4 mình sẽ tìm hiểu với lại nani ho ga ii desu. Ii desu ka? Cho nên mình học so sánh đúng không? Ho đúng không? Thì trước ho bằng nghĩa là gì đấy? Là hơn đúng không? Đấy thì ii đúng không? Ii là tốt chẳng hạn, đúng không? Tức là gì đấy? Làm cái hành động phía trước này đúng không? Thì sẽ tốt hơn chẳng hạn. Ii desu ka? Giờ mazu reibun o kite kudasai. Bạn hãy nghe ví dụ nhé. Minasan, Nihongo ga zozu ni naritai desu ka? Nihongo ga zozu ni naritai desu ka? じゃ毎日練習した方がいいです。いいですか？毎日練習した方がいいです。うん、可以。我唱个发的口音啊。皆さん日本語が上手になりたいですか？那意思是，các bạn có muốn trở nên giỏi tiếng Nhật không đúng không？sau đó mình đưa ra gì ấy nhỉ？啊，毎日練習した方がいいです。啊，毎日là gì đấy？hàng ngày đúng không？練習します là luyện tập đúng không？vậy là sao nhỉ？啊，chúng ta nên luyện tập mỗi ngày đúng không？mình có câu tiếp theo này. Hey, 次ですね。頭が痛いです。頭が痛いとき。みんなと、ときは何だ時代？あ、きい、đúng không？頭が痛い時代？だ、đau đầu nhá。rồi、頭が痛いとき、お風呂に入らない方がいいです。rồi、みんなこと là、お風呂に入ります。何だ、vào bồn tắm。お風呂に入らない方がいいです。à, thì sao nhỉ? Khi bị đau đầu đúng không? Thì sao đấy? Hay là này là gì? Không vào bồn tắm đúng không? Rồi khi đau đầu thì các bạn không nên vào bồn tắm nhá. Ít đấy có ấy nên luyện tập hoặc gì đấy, không nên vào bồn tắm đúng không? Thì cấu trúc là dùng để gì đây nhỉ? Khuyên bảo người khác đúng không? Khuyên bảo nhá. Nên hoặc không nên làm gì? Nên mình xuất hiện gì đấy? Đến siêu tập hồ gái ít đấy. Hoặc ô phu rô ni hay là này hồ gái ít đấy. Ít đấy có. Hey, con gái quá. Anh hồ gái ít đấy nhé. Tôi yêu bưng bố. Bên cô chỉ mà sợ. Rồi lần này chúng ta cùng nhau tìm hiểu cấu trúc ngữ pháp với lại hồ ga ii desu. Rồi từ cái phần ví dụ vừa thầy sẽ nói đúng không? Thì con này cấu trúc này mang nghĩa là gì đấy? Đúng rồi. Advice desu ne. Advice là lời khuyên nhá. Đưa lời khuyên nên hoặc không nên làm gì. Thì cách cách học nó như thế nào? Đầu tiên đó là nên làm gì? Nhớ là nên làm gì nhá. Thì đằng trước hồ ga ii desu mình sẽ kết hợp với lại động từ thể tạo. Ii desu ka? Nhớ là động từ thể tạo, không dùng với động từ thể lựa nhá. Đotta desu ne, cộng với ho ga ii desu, nghĩa là nên làm hành động về. Còn khi mà không nên làm hành động gì đó thì mình sẽ chia động từ đó về thể này, rồi cộng với lại ho ga ii desu. Verb này ho ga ii desu mang nghĩa là không nên làm hành động về. Ii desu ka? Nên làm gì đó dùng thể tạo cộng với ho ga ii desu. Còn không nên làm gì sẽ là thể này cộng với ho ga ii desu. Hãy oboite kudasai. Phải ghi nhớ cách kết hợp vào nhé. Rồi cấu trúc này khá đơn giản đúng không? Rồi chúng ta cùng nhau luyện tập cấu trúc ngữ pháp này nhé. Hô gà y des. Hãy rê bừng des nè. Hãy chi bằng. Chukaretara hayaku kaetta hô gà y des. Chukaretara hayaku kaetta hô gà y des. Chukaremas là mệt đúng không? Kể ta là mình học phần N5 rồi. Đó là điều kiện đúng không? Mà nghĩa là gì đây? Nếu thì, nếu là sao đây nhỉ? À nếu mà bạn mệt rồi thì sao đấy? Hayaku kaerimas. Hayaku kaetta hoga ii desu. Kaerimasu là về đúng không? Hayaku là gì? Sớm. Vậy hayaku kaetta hoga ii desu. Thế ta đúng không? Thì gì cần gì đấy? Nên. Đúng rồi. Thì chúng ta nên về sớm. Đấy, nếu mà mệt thì sao nhỉ? Bạn nên về sớm nhá. Nếu bạn đã mệt rồi thì hãy nên về sớm. Thì đấy có. Nên nhá. Hay như bằng. Netsu ga takai toki ofuro ni hairanai hoga ii desu. Rồi câu này là câu vừa mình vẫn dắt trước khi mà vào bài đúng không? Thì netsu ga takai thì mà nghĩa là gì đấy? À bị sốt đúng không? Takai là cao. Khi mà bị sốt cao ấy thì sao? Chúng ta nên thể nai đúng không? Thì mình dịch là không nên nhá. Thì chúng ta không nên vào bồn tắm hoặc là không nên tắm bồn nhá. Ii desu ka? Hay chưa ghi câu số 3 nào. Seki ga hidoi desu ne. Mình có seki là bị ho nhá. Seki ga hidoi desu ne. Hidoi là gì ấy nhỉ? Nó trầm trọng, nó nghiêm trọng nhá. Hoặc là gì đấy? Tồi tệ. Cái việc ho rất là tồi tệ. Tức là ho kiểu ho rất là nhiều ấy. Ii desu ka? Mình dùng với tính từ hidoi. Hidoi desu nhá. Seki ga hidoi desu ne. Ichido byoin ne itta hoga ii desu yo. Rồi làm sao là lời khuyên đúng không? Ichido là một lần này. Byoin ne itta hoga ii desu yo. Mà nghĩa là nên gì ấy nhỉ? Vậy thì bạn nên đến bệnh viện một lần xem sao. Ii desu ka? Rồi lời khuyên nhá. Bạn mình bị ho đúng không? Bị ho rất là nặng ấy. Mình khuyên bạn nên đi đến bệnh viện một lần. Wakaimashita ka? Rồi tiếp theo mình đặt câu nào. Khi mà mệt đúng không? Vẫn là khi mệt đúng không thì sao nhỉ? Chúng ta không nên làm việc quá sức. Mình cũng từ lên làm việc quá sức là gì đây nhỉ? Muryo shimasu nhá. Rồi bạn khuyên nào. Khi mà bị mệt ấy thì không nên làm việc quá sức. Rồi muryo shimasu đúng không? Chuyện như nào đấy? Đầu tiên mà khi bị mệt nào. Mệt là chukaremasu đúng không? Mệt rồi sẽ là chukareta.
즈카레타도키ですね。rồi comment 나과수나오무료시마준비라。đúng rồi 무료시나이무료시나이호가이이です。はい、いいですか？즈카레타도키와무료시나이호가이이です。khi mà bị mệt rồi thì chúng ta không nên làm việc quá sức nhé。いいですか？không nên làm việc quá sức。はい、次5番ですね。見てみましょう。5番。店員ですね。店員。nhân viên gì nhỉ？nhân viên cửa hàng nói nhé。修理代ですね。修理代ね。nghĩa tiền đúng không？修理嘛nghĩa là sửa chữa nhé。あ、修理代が高いですから、新しいのを買った方がいいで、いいよ。好，这是几代呀？thể thừa đúng không？thì いいです。tính từ là いい。đó thì thể thừa mình sẽ lại bỏ đến sự đấy nhé。Hey, 修理代が高いですから。vì sao nhỉ? À, vì tiền sửa chữa là đắt, đúng không? Nên là gì ấy nhỉ? Nhân viên cửa hàng khuyên gì đấy? 新しいの買った方がいいよ。đó, 新しいの cái từ の nhớ thì thay thế cho cái đồ vật, đúng không? Cái đồ vật mà phía trước nhắc rồi ấy, kê tai liên qua chẳng hạn này, hoặc là ba sô cô này. Đấy thì phía trước nhắc rồi mà phía sau lặp lại nhá thì có thể dùng trợ từ no thay thế. Rồi, 新しいの買った方がいいよ。nên gì đấy nhỉ? Thế ta đúng không? Gì cả nên này. Thì sao nhỉ? Bạn nên gì đấy nhỉ? Nên mua cái mới. Ý đấy có. Vì tiền sửa chữa nó rất là đắt nên là bạn nên mua cái mới. Hay ý đấy có. Qua Kalimasta có. Thôi thì mình các bạn dịch thêm một câu nào. Những cái điều mà bạn ghét ấy thì bạn nên quên nhanh đi. Ý đấy có. Những cái việc mà bạn ghét ấy thì bạn nên quên nhanh đi. Rồi có thể quên như nào đây nhỉ? À, việc mình ghét đúng không? Ghét là gì đấy? Kirai đúng không? Việc là gì đấy? Là koto. Vậy cái việc mình ghét như nào đấy? Koto là một danh từ này. Kirai là tính từ đối na này. Đó, việc mình ghét thì sẽ là... Đúng rồi, kirai na koto đúng không? Quên là gì đấy? Quên là wasuremasu. Quên cái gì đó mình dùng trận từ ố. Rồi mình khuyên nào? Những cái việc mà ghét đấy thì sao đấy nhỉ? Nên quên đi. Đấy, anh nhà đấy. Cái gì đấy nhỉ? Kirai koto ne. Kirai koto o. Wasuremasu, nên để chuyển về gì đấy? Đúng rồi, wasureta, đúng không? Wasureta hoga ii desu. Ii desu ka? Kirai na koto wa hayaku. Quên nhanh thì mình có từ là hayaku, đúng không? Hayaku wasureta hoga ii desu yo. Những cái việc mà ghét đúng không thì nên, đúng không nhỉ? Nên quên nhanh chóng đi, quên luôn đi, quên nhanh đi. Các bạn, mọi người đã hiểu câu chung ngữ pháp chưa nhỉ? Hoga ii desu. Câu chung này rất là dễ, đúng không? Đấy thì khuyên đúng không? Dùng để khuyên người khác nên hoặc không nên làm gì. Nếu là khuyên người ta nên làm gì ấy thì động từ mình chuyển về thể gì đây nhỉ? Thể tạ. Thế còn nếu mà khuyên người ta không nên làm gì đó thì mình chuyển động từ về thể gì đấy? Thể na nhá. Rồi cộng với lại ho ga ii desu. Hay ii desu ka? Daijoubu desu ka? Các bạn hiểu câu chung ngữ pháp ho ga ii desu chưa? Rồi để nắm được câu chung ngữ pháp này các bạn hãy cố gắng là gì đây nhỉ? Nắm được cách kết hợp của nó và đặt cho mình những cái ví dụ tiêu biểu, những cái ví dụ mà gần gũi mình nhất nhất để có thể ghi nhớ được câu chung ngữ pháp này.